xin chào các bạn đã quay lại với kênh anh bin audio của mình cuối tập trước tại thời điểm tên dị ma tộc kia vừa chạm vào chui yêu kiếm tức khắc làm cho yêu kiếm này bộc phát ra một cổ tà ý quang mang theo sau đó là một cổ lực lượng kinh khủng từ chui kiếm tràn vào thân thể tên này đem thân thể hắn trấn cho nổ tung vô tận ma khí cùng sinh mệnh lực thì bị yêu kiếm thôn vệ sạch sẽ một màn phát sinh đột ngột như này làm cho mấy tên dị ma tộc đi cùng không khỏi trợn mắt há mùng mà nhìn trên mặt hiện rõ hoảng sợ thế nhưng không đợi cho mấy tên này làm ra phản ứng gì thì yêu kiếm lại càng phát ra mãnh liệt tà ác quang mang hơn đem mấy tên dị ma tộc này tất cả đều bao vây lại bị lục sắc quang mang vây ở bên trong làm mấy tên này thống khổ gào thét sau đó từng tên một ào ào ngã xuống đem tất cả ma khí cùng sinh mệnh lực của đám dị ma tộc này thôn vệ sạch sẽ yêu kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh kiếm màu xanh lục xông thẳng lên trời cao như muốn đem bầu trời xé rách ra vậy một màn này tức khắc làm kinh sợ vô số dị ma tộc đang chém giết trong yêu kiếm thành làm cho cả đám đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên mà lúc này ở nơi xa bay tới từng trần cũng cảm nhận được một cổ kiếm khí thông thiên ở phía xa nhận thấy vị trí mà cổ kiếm khí này phóng lên chính là tại yêu kiếm thành làm từng trần có chút nôn nóng vội vàng tăng thêm tốc độ lao đi ngay khi vừa đến yêu kiếm thành từng trần liền thấy một màn kinh người lục sắc yêu kiếm nở rộ khí tức ta dị đang điên cuồng thôn phệ dị ma tộc cao thủ ở bốn phía xung quanh chứng kiến một màn này làm từng trần không khỏi hít vào một hơi lãnh khí hắn biết yêu kiếm này không phải là một thanh kiếm bình thường thế nhưng lại không nghĩ đến yêu kiếm lại có uy lực như vậy có thể đơn giản thôn phệ dị ma tộc cao thủ mà ở bên dưới yêu kiếm từng trần còn trông thấy lãnh tinh phong và từ yến đang nằm ở nơi đó không thể động đậy làm trong lòng tần trần liền dâng lên nghi hoặc hai người bọn họ không có chết năm đó chẳng phải cung phượng phó thống lĩnh đã phái huyết cô võ hoàng đi tiêu diệt yêu kiếm tông sao không lẽ huyết cô võ hoàng không chấp hành mệnh lệnh của chấp pháp điện hiện tại xem ra yêu kiếm tông dường như cũng không có bị diệt môn mặc dù trong lòng nghĩ thế nhưng tần trần cũng không mấy để tâm về chuyện này hắn vẫn chăm chú nhìn yêu kiếm phía trước thì thấy yêu kiếm đã thôn vệ xong lực lượng của dị ma tộc đồng thời từng cổ lực lượng trên thân kiếm đi ra đem toàn bộ nhân tộc trong yêu kiếm thành vây lại rõ ràng là muốn thôn vệ cả nhân tộc cường giả từng trần thấy vậy thì sắc mặt đại biến nếu như yêu kiếm này thôn vệ sinh mệnh của dị ma tộc thì hắn còn có thể thờ ơ nhưng nếu là thôn vệ sinh mệnh nhân tộc thì hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn được thân hình thoát một cái từng trần liền hướng phía yêu kiếm đánh tới theo thân hình từng trần lao xuống lập tức hấp dẫn rất nhiều võ giả trong yêu kiếm thành nhìn tới trong đó cũng có lãnh tinh phong và từ yến ngay khi nhìn thấy từng trần trong lòng hai người này tràn ngập khiếp sợ bọn họ làm sao cũng không thể quên được thân ảnh của từng trần năm đó ở bên trong yêu kiếm truyền thừa để cho thiên kiêu như bọn họ đều phải hoảng sợ bí sắc không những thế cũng vì tần trần mà yêu kiếm tông thiếu chút nữa xóa tên khỏi bắc thiên vực nếu không phải tại thời khắc quan trọng chấp pháp điện hợp nhất bọn họ thì yêu kiếm tông đã sớm biến mất trên đại lục rồi mà lúc này tần trần cũng đã xông vào lục sắc kiếm quang của yêu kiếm cửu tinh thần đế quyết trong thân thể vận chuyển đến cực hạn ngăn trở yêu kiếm thôn vệ đồng thời lớn tiếng quát năm đó bản thiếu kém chút nữa bị ngươi chém giết ở đây hôm nay bản thiếu nhất định phải đem ngươi triệt để thuần phục nói dứt lời quanh thân tần trần bộc phát ra kinh khủng lôi quang đem hắn làm nổi lên như một tôn thần vương một tay nắm chặt chui kiếm mạnh mẽ rút lên mà hành động này của Tần Trần đã triệt để làm cho yêu kiếm tức giận. Trên bầu trời, một đồ thật lớn bóng ma hiện lên, lộ ra một đôi con mắt hung tàn khát máu, giống như một đồ viễn cổ mảnh thú nhìn chằm chằm Tần Trần. Theo sau đó là một cổ lực lượng kinh khủng từ trong yêu kiếm lan tràn ra, muốn đem Tần Trần đánh bay ra ngoài, đồng thời vô số yêu khí màu xanh lục ẩn chứa kinh người lực lượng thôn phệ, đang điên cuồng tràn vào trong thân thể Tần Trần. Giờ khắc này, trong thân thể Tần Trần, huyết dịch thì sôi trào, linh hồn tùy thời đều có thể sụp đổ, thế nhưng Tần Trần vẫn bất động, kiếm chi vượt giới, ngự kiếm thuật, đều được hắn thi triển ra lúc này từng trần đem toàn bộ lý giải về kiếm đạo của bản thân thôi động đến mức tận cùng vô hạn kiếm ý cũng theo đó mà phóng lên cao trên trán nổi rõ gân xanh từng trần dùng toàn bộ sức lực của mình mạnh mẽ rút kiếm tức khắc cả tòa yêu kiếm thành ùn ùn phát ra tiếng nổ mà yêu kiếm kia cũng bị từng trần rút ra được một chút thế nhưng khí tức trên thân yêu kiếm lúc này lại càng lúc càng sâu từng cái đại tự cũng dần hiện lên kinh khủng yêu lực điên cuồng tràn vào trong thân thể tần trần sắc bén kiếm khí muốn đem từng trần chém giết tại chỗ cúi đầu nhìn xuống thân thể bị kiếm khí gây thương tích xuất hiện vô số vết thương từng trần cắn chặt răng điên cuồng thôi động bất diệt thánh thể ngăn cản kiếm khí công kích rồi hắn rống to gần xanh nổ lên kinh khủng cự lực dồn vào hai tay mạnh mẽ rút kiếm lên từng tiếng ken két vang lên mặt đất vỡ ra từng đảo vết nứt yêu kiếm lại bị rút ra thêm một chút nữa mà cũng chính vì thế yêu kiếm càng thêm tức giận trên thân kiếm quang mang nổi lên kinh khủng kiếm khí trực tiếp xuyên thấu thân thể từng trần ở bên trong người hắn tàn sát bừa bãi thế nhưng từng trần mặt vẫn không chút đổi sắc hắn gầm lên một tiếng lần thứ hai rút kiếm đồng thời cũng cực lực vận chuyển bất diệt thánh thể để chữa thương thế nhưng tại một lần mạnh mẽ rút kiếm này yêu kiếm lại bộc phát ra một cổ vô thượng kiếm uy từ trong đất xông thẳng lên trời dưới kinh khủng kiếm uy này tần trần trực tiếp phun ra một ngụm máu ngũ tạng lục phủ dường như sắp bị trấn vỡ ra vậy ở bên trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp thần bí kiếm trị ông ông rung động tỏa ra khí tức đáng sợ muốn xông ra đối kháng với yêu kiếm kia nhưng tần trần lại thờ ơ còn lão nguyên thì lên tiếng muốn giúp tần trần thế nhưng tần trần lại không có trả lời bởi vì tần trần không muốn dùng ngoại lực để áp chế yêu kiếm này với lại hắn cũng không tin bản thân lại không thể nào áp chế được một thanh kiếm không chỉ có thế mà lý do quan trọng nhất để từng trần tự thân đối phó với thanh yêu kiếm này là trong khi rút kiếm hắn có cảm giác một tầng tu vi chói buộc trong cơ thể mình dưới kiếm ý chi uy đang kịch liệt lay động dường như muốn được giải khai đồng thời một loại đại đạo cảm ngộ trước nay chưa từng có liên hiện lên trong đầu hắn thế nhưng quá trình cảm ngộ này của từng trần lại là thống khổ là kinh khủng kiếm khí chém xuống làm cho hắn có cảm giác thân thể như sắp vỡ ra cả người như muốn hôi phi yên diệt vậy thế nhưng tại thời khắc mà từng trần sắp không kiên trì nổi thì trong cơ thể từng trần giống như có vật gì bị phá vỡ một dòng nước ấm cũng theo đó mà lan khắp toàn thân làm áp lực kiếm khí xung quanh nhanh chóng giảm đi cảm nhận được điều này làm từng trần nhất thời dạy ra hắn không ngờ tới trong thời điểm này bất diệt thánh thể vậy mà đột phá đến đề cửu trọng đây là một cái cấp độ mà từ trước đến giờ trên đại lục chưa từng có ai đạt đến theo bất diệt thánh thể đột phá thương thế trên người từng trần lấy tốc độ kinh người khép lại đồng thời bên trong cơ thể hắn lại hiện lên từng cái đại đạo phù văn một loại lý giải đối với thiên đạo dần hiện ra rõ ràng trong đầu hắn sau một khắc trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng như thể nối thẳng với thiên môn theo sau đó khí tức trên thân từng trần điên cuồng tăng vọt lên mặt uyên bạch đứng ở phía xa thấy thế thì không khỏi kinh hãi bởi vì loại khí tức trên thân từng trần lúc này hắn không thể nào quen thuộc hơn vì đó chính là bán thánh khí tức không ai ngờ tới trong hoàn cảnh như này từng trần vậy mà đột phá bán thánh nguyên bản yêu kiếm khí tức còn gây ra thương tổn cho từng trần thì giờ khắc này lại trở nên thập phần yếu ớt cũng không còn cách nào gây ra thương tổn cho tần trần được. đúng lúc này một tiếng suy vang lên, yêu kiếm rút cuộc cũng bị rút ra. tại thời điểm mà mũi kiếm xuất hiện, toàn bộ trời đất đột nhiên nổi lên đáng sợ phong bạo, mà yêu kiếm cũng rung động không thôi, vô tận kiếm quang cuốn lên, muốn từ trong tay tần trần thoát ra. thế nhưng tần trần làm sao cho nó cơ hội đó được? từng cổ lực lượng đáng sợ trấn áp xuống, dũng mãnh tràn vào trong yêu kiếm, đem tà ý khí tức trên thân thanh kiếm này áp chế lại. cuối cùng tần trần cũng đem được linh hồn lạc ấn của mình mạnh mẽ khắc vào bên trong yêu kiếm. tức khắc khí tức trên thân yêu kiếm nhanh chóng ảm đạm xuống mà tần trần cũng vững vàng nắm thanh yêu kiếm này trong tay đây là một thanh trường kiếm màu xanh trên thân tỏa ra ánh sáng xanh cực kỳ yêu dị khí tức phát ra thập phần cường đại thậm chí so với thánh cấp kiếm gãy của tiêu động viêm còn đáng sợ hơn nhiều tần trần có cảm giác cấp bậc của thanh kiếm này ít nhất cũng phải trên thánh cấp mà để cho tần trần kinh hỉ là thông qua yêu kiếm này bản thân lại đột phá bán thánh cảnh giới đây tuyệt đối là một niềm vui ngoài ý muốn bước vào bán thánh cảnh giới tần trần có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa bất đồng hắn có thể cảm nhận được mảnh thiên địa này đang vận hành không những thế từng trần còn mơ hồn cảm giác được tại mảnh thiên địa ở phương bắc phản phất như có một kiện đồ đạc âm lãnh nào đang ẩn giấu ở đó chẳng lẽ là hỗn độn ma xào sao, sao mà chỗ kia cũng chính là cổ nam đô ý nghĩ này vừa hiện ra từng trần liền dẫn theo mặt uyên bạch hướng phía cổ nam đô bạo lướt đi một đường phi hành toàn bộ sự chú ý của từng trần đều đặt trên yêu kiếm mặc dù Tần trần đã điêu khắc linh hồn ấn ký lên trên yêu kiếm thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được yêu kiếm này đang không ngừng dãy giụa dường như không cam chịu việc bị bản thân thu phục xem ra ngươi vẫn không cam tâm vậy bản thiếu muốn nhìn một chút ngươi có thể phản kháng tới khi nào nhỏ giọng nói ra lời này thân hình từng trần thoát một cái đã tiến vào bên trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp ngay khi từng trần vừa vào đến nơi thì trên thân thần bí kiếm rỉ lập tức toát ra một đạo khí tức kinh khủng đáng sợ uy áp đột nhiên hướng yêu kiếm trấn áp tới nguyên bản còn đang sao động bất an lúc này yêu kiếm vậy mà như chuột thấy mèo lập tức biến phải an định hơn rất nhiều từng trần thấy vậy thì lập tức thôi động thanh liên yêu hỏa và u không băng diễm hai đạo hỏa diễm một trước một sau bọc lại yêu kiếm đem một ít khí tức pha tạp cùng tà ý lực trên thanh kiếm này bắt đầu luyện hóa dường như cảm thụ được nguy cơ yêu kiếm kịch liệt rung động muốn trốn khỏi nơi đây thế nhưng trong mảnh thế giới này thì tần trần chính là thần cho nên chỉ một ý niệm của tần trần yêu kiếm liền bị trấn áp không cách nào động đậy sau đó dưới hỏa diễm thiêu đốt một trận thanh âm lốp bốp vang lên khí tức pha tạp cùng tà ý lực tức khắc bị đốt cháy đi nhiều làm cho khí tức hung ác trên yêu kiếm thu lại không ít đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập sau